Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Vì xe mình không đóng được cái cửa sổ ở bên phía ghế ngồi của em Trích, nên là đưa Só đi học về xong, bây giờ hai mẹ con về nhà đổi xe, lấy xe ba Só Trích đi siêu thị, đi mua bánh mì, đi mua hoa quả, đi mua đồ ăn. Nhà còn thiếu cái gì nhở? Thiếu cái viên viên rửa bát để cho vào máy rửa bát nữa. Em Zoe đang ăn cái gì đây nhở con nhở? Bubble bar. Is that the bubble bar? It's a bubble. This is a bubble bar. That's the bubble bar. 5, 6, 7. Let's do it. 5. Đếm mãi cứ bắt đầu bằng số 5 thôi. 5, 1. 1, 2, 3. Cửa hàng tạp hóa của em Trích. Mẹ em đang soạn đồ chuẩn bị cất vào tủ thì em Trích cứ ngồi đếm thôi. Mẹ để đây con giúp. Rồi, what's that one? What's that one? Broccoli. Súp lơ xanh. Rồi. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh luộc, hấp cũng là món sở trường của anh em Sở Trích đấy. Oh. Wow. A big tree. Trông giống cái cây nhỉ con nhỉ? Can I buy something please? Can I buy something? Please. Are you a shop owner? Yeah. Okay. How much that one? Bao nhiêu tiền cái đấy nhỉ? This? Yeah. How much is this? $5. $5? An orange? Yeah. Một quả cam mà $5 cơ á? Ôi bác bán đắt thế. Siêu thị người bạn người ta bán có $2, $3 một cân. Bác bán $5 một quả cam đắt quá. $100. $100. Nhắc. How much is that? Đưa cái gì vào miệng đấy? Oh, Zoe, what are you eating? Ăn cái gì đấy? Ăn dâu sống. Em vặt rau em ăn sống. Okay, $100. $100. $100 too. Okay. Okay. Mình mua một hộp choco rice. Hai anh em Sở Trích hay ăn sáng bằng choco rice hoặc là Coco Pops. Nó như nhau thôi nhưng mà là tên của hai hãng khác nhau ấy. Nó chỉ là những cái hạt như kiểu là trông như kiểu hạt gạo của mình á, mà thành hạt gạo nổ bỏng ấy, ăn nó rượp 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 rượp. Yep. Okay. Và hôm nay mình nhìn thấy ở siêu thị họ lại bán cái táo mà đen, đỏ đen này này. Giòn ngon lắm. Sói thích ăn táo đấy. Ok. Bác bán hàng nhiều quá. Hai lốc bánh mì. À, một cái legging cho em Trích. Em Trích chưa có màu này, mà màu này mẹ em định may cho em một cái váy nhung màu đỏ đun này. Sẽ đi tìm vải để may, để em mặc mùa thu đông. Thì mua legging này để đi kèm này. Cái này mình nhìn thấy ở đây. Để đâu để mọi người nhìn màu cho nó rõ nhỉ. Màu là màu đỏ đun. Đấy, đỏ nhung, đỏ đun. Cái này là mình mua ở Best and Less. Rồi đây chả bác này. Hai hộp pate gan gà. Gan gà tiêu đen ăn với crackers. Trứng, nhà Sáu Trích hết trứng rồi. Cuối tuần này lại làm nem nên là mua nhiều trứng một tí để làm nem. Còn đây là serum mình dùng dưỡng ẩm ban đêm buổi tối này trước khi đi ngủ. Bên này là water gel dưỡng ẩm ban ngày của Neutrogena. Crazy socks. Mua hai cái đôi tất này cho em sói để mẹ em sẽ trang trí vào đây.
Sắp tới Soi có một cái ngày ở trường gọi là ngày Crazy Socks Day, là ngày các em đi những cái đôi tất màu mè, những đôi tất kiểu hâm hâm, những đôi tất kiểu nghịch nghịch, màu sắc crazy. Thì mình sẽ trang trí vào đây cho em Soi. Chips. Cái chips này cả nhà Soi chích thích ăn, rất là ngon luôn. Chuối, cà rốt, sun-dried tomato. Yeah. Are they all mine? Are they mine? Của mẹ hết à? Bông tẩy trang bây giờ hiện tại là mình chủ yếu dùng là để tẩy móng tay. That's pate. Pate. Rồi, nói nhỏ, ba đang họp. Giấy tissue dùng trong nhà. Dâu, không thể nào thiếu được món dâu. Hai khay dâu này, mẹ con chích ăn 2 ngày là hết. Ăn một lần hết một khay. Brussels sprout. Cái rau ưa thích của mình đấy. Luộc, ăn với cánh gà luộc, chấm mắm, không phải mắm, chấm bột canh chanh, ớt. Sausage rolls với party pies để nướng cho anh em Sói chích ăn ăn tối hoặc là ăn trưa. Và chủ yếu là đồ để em Sói mang đi học ăn trưa ở trường ấy, nó tiện. Hôm nay mình mua thử cái dầu này, không biết là có bạn nào dùng cái dầu này chưa. Cái dầu ăn này là dầu ăn làm từ gạo, rice bran oil. Cái chai 3 lít này 8 đô. Mình thấy nó rẻ chứ nhở. Mình chưa dùng cái dầu này bao giờ. Bình thường mình hay dùng dầu kiểu dầu dầu olive ấy. Nên là mua để dùng thử. Vì đợt này rán nem dùng nhiều dầu. Mua Subway về để ăn trưa. Ba sao chích mới ăn hết một nửa cái thôi. Yeah, okay. Okay, Zoe. Now, can I meet? Yeah. I'm a shopper. I'm a shopper or you a shopper? I'm a shopper. No, you the shop owner. I'm a shopper. I come to buy your stuff. Con là bán hàng chứ. Please only have chibi and okay. Ừ, đúng rồi. Thế là em nói đúng đấy. Con muốn là người mua hàng. Okay. Yeah. Okay, here you go. This is your chibi. I'm your shopper. Let me. So you take the money, yeah, and I get the stuff. That means I'm the shopper, you the shop owner. Please, I'm the shop owner. You the shop owner. So I come to your shop, okay? Let me come to your shop. Knock, knock, knock. Hello? No. Zoe have to say, welcome in. So welcome to the shop. Say welcome to my shop. Welcome to my shop. Hello, I'm looking for some crazy socks. Oh. Do you have any? No thanks. I just have this. Oh, that's it. That's what I'm looking for. Thank you so much. How much? Mẹ trả tiền chứ sao con lại đưa cho mẹ? Okay. How much? $100. Here you go, $100 for 2 pairs of socks. Such today? A good business, huh? Why one? And also, I need some cream for my face. What do you have? Cream. Is that the good one? No. Is that the good one? Yeah. Do you use that? Yeah. Do you use that on your skin? Yeah, I use this one here. Or on your hand? Okay. I grab this one then. How much? $100. Another $100? Yeah. 100. Oh my God! There you go. Bác này bán đắt quá, nhưng mà thời cuộc cần là vẫn phải mua. Why one today? Here. Is that a free one? Yeah. Do I need to pay for this? Yeah. No, that's free. It's not free. Is that free? Yeah. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Okay. Bye. Buy the egg. I'm gonna buy egg tomorrow. Okay. Yeah. I don't need egg now. Thank you, Zoe. Bye, shop owner. Bye. Bye, see ya.
thôi, mẹ cất đồ vào tủ nhé. Yeah, thank you. Can mommy put everything in the fridge, please? But I'm the shopper. I know, but they're gonna go off. They're gonna went off if we not put them in the fridge, like strawberries and vegetables and meat. Can I put some of them in the fridge, please? Here is eight. Okay, thank you. Mẹ cũng cất luôn hai cái. Oh, hang on. Hai cái túi bánh mì này đi không là không là méo mó sợ sợ. Con ăn nốt cái party pies của con đi. Give me money. Yeah, hang on a minute. Oh, give me money. Yeah. Em sói bây giờ ấy là tan học sớm hơn so với bình thường trước đây. Trước đây là 2:50 tan. Thì ở nhà mình cứ tầm 2:10 bắt đầu đi. Nhưng mà bây giờ em tan là 2:20. Vì sau này trường các lớp lớn cũng sẽ quay trở lại học tuần tới nữa. Các lớp lớp 2, lớp 3, lớp 4 cho đến lớp 12 ấy. Thì các em sẽ tan giờ khác nhau. Lớp em sói, khóa em sói là prep tan 2:20. Các lớp lớn hơn tan 2:40. Để giảm lượng phụ huynh đến trường cùng một lúc ấy. Thế nên là mình rời nhà từ 2 giờ. Và đến đây vẫn đứng ở một nửa, đứng ở cái chặng một nửa hàng xe đợi đến điểm đón các em ấy. Chứng tỏ là có những bố mẹ còn đến sớm hơn. Đến sớm hơn thì đúng 2:20 cũng mới được đón. Em chích lên xe là ngủ, lên xe là ngủ. Lên xe là ngáy khờ khờ. Đấy. Ở nhà em không ngủ mà. Ở nhà em cứ chơi, em cứ lăng quăng thôi. Mẹ em mà đưa em về phòng nằm với em ấy thì em ngủ. Còn mẹ loanh quanh làm cái gì đấy là em cũng loanh quanh, em cũng long quăng em chơi luôn. Hôm nay mình đã nhận được cái thư của trường mẫu giáo, trường Kindy anh sói học năm ngoái, nằm ở góc bên kia kìa. Người ta gửi thư thông báo là sắp làm thủ tục nhập học cho cái lứa của em Trích năm tới, 2011. Nhanh chưa em Trích đi học nhá. Bên này thì mẹ em có ổi. Trên đường về sẽ tạt qua nhà Rachel để cho Rachel 4 quả ổi. Yeah, but we can listen to the news on the TV or on the radio. Nghe đài cũng được, xem TV cũng được, còn cần gì phải đọc báo nữa. Take your shoes off, okay? Shoes off. Nghĩ ngợi gì nữa con? Or Zoe just leave it there. Nhanh, nhanh lên. Em đang ngủ, để mẹ con bế em vào phòng. Over there, Raphael, over there. Now, Rafi. Yeah, take that inside with you. Sharpie. I'm doing my sideways, please subscribe. When you did it and light when you did it. Okay. Sói về đã tắm rồi và em bảo mẹ ơi con làm bài tập luôn. Con học từ mới của con luôn. Tối nay con sẽ không học nữa. Để con dành thời gian con chơi với em Chick. All right. So let's start the okay, sideways. Let's start it. Back, lean, turn, down, and two, just, like, made, march, then. Over, then, jump, this, will, one. Which one is the over? Oh, yeah. So, tell me which side word you are up to. What's after orange? Indigo. So indigo. Tell me what word you are up to. I think indigo. Nope, I'm telling the people who's going to watch this. Okay. So tell me which side word you're up to. There was call, come, here, make, must, only, some, then, where, what, well, yeah. What? Đọc cái từ đấy nhanh thế. What's that one? I had to do it again. Yeah, what's that one? What that? What? Oh! What? Oh, okay. What? I just done again in the game. Okay. Go, come, here, make, must. On, Zoe! Zoe không chỉ để cho anh đọc. What? What? Your.
doctor. Please. Please stop. Good. Please. What's my violent word? I don't know. Turn the pages. There you go. But how was it done? But people could first little look more other what there that want well which. Ping. After boy. Not Zoe? It's a pink one. Zoe. 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 Anh muốn học từ luôn để anh dành thời gian chơi với con đấy nhá. So viewers, tell me, are you finished the rockets on the game too? Yeah. Leave the comment below if you finish. Yeah. Sói đang nói chuyện như kiểu là vlogger ấy. Leave the comment below. Okay. What else? Bảng màu tiếp theo, bảng từ tiếp theo là màu gì? Zoe, ai? Phá đám à? Này. Oh. Pull Rafi back. Zoe, if you do that, Rafi would not play with you after this. Hey Rafi. So play. Say sorry, Rafi. If Zoe punch me, play Peggy. No. So I will. Hack it out, guys. And Zoe, cuddle Rafi and say sorry. So subscribe now and like so Zoe can so and then play Peggy and then Zoe will, and Zoe will disappear. Race to 1010. Oh no! I'm going. That wouldn't be nice. Zoe, hug it out. Zoe will go to another and say sorry, Rafi. Zoe will go to the place, the hall at the place where other people is the same, but their names don't. Sói đang nói chuyện ma trận. So this can be. Mọi người lạc vào thế giới 10101010, yeah. Okay, Zoe. Say sorry, Rafi. Nói với anh chứ. Nói với ai đấy? Again. No, okay, give Rafi a cuddle. Give Rafi a cuddle and say sorry. Sorry. Good. Nào ngồi xuống. Ngồi xuống cho anh đọc xong bài nào. Thì anh có chơi với con được chứ? Come on. So now I'm going to Rhyming word. Yep. Ramming your ramming word. Từ nào ramming với từ nào which one? So đấy em thích từ này cứ phá đám ấy. Siêu phá đám. Mother. I think I got another word. Ramming with mother. Other. No. It's on the other side word. Mother. No, it's had to be on purple. I couldn't find any on purple. So now I'm going to Zoe. So if there's Zoe. There's nó đang không chơi lên mẹ. Không chơi lên mẹ thế nữa. Bây giờ là cả ba mẹ con ngồi chơi điện tử luôn. Và mẹ Sói Trích dừng vlog sớm ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vlog 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye. Chích chỉ có thế là nhanh thôi. Đợi anh học nhanh xong để còn chơi mà. Boom. So I'm going to